Xin chào các bạn, chúng mình là team Yang Dexin. Chào mừng các bạn đến với series podcast Yang Dexin News. Series podcast được lên sóng vào mỗi thứ bảy hàng tuần, tổng hợp lại những tin tức nóng hổi về Trung Quốc trong tuần vừa qua và kèm theo những kiến thức về từ vựng cũng như văn hóa Trung Quốc. Hy vọng series podcast này sẽ mang lại một giá trị tích cực nào đó cho bạn. Và bây giờ xin mời bạn sẽ đến với bản tin đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ đến với tin tức giải trí đầu tiên của ngày hôm nay. Đi đến nơi có gió của Lưu Diệc Phi, Lý Hiện mở điểm tàu bàn 8.1. Phim kể về cuộc hành trình tìm lại chính mình của cô gái tên Hứa Hồng Đậu, trưởng bộ phận lễ tân tài năng của một khách sạn 5 sao ở Bắc Kinh. Trước đây, vì quá say mê công việc, cô đã bỏ qua việc chăm sóc cho bản thân cũng như không có thời gian làm những điều mình thích. Từ khi biết tin người bạn thân bị ung thư, Hồng Đậu suy nghĩ nhiều hơn về những gì đã trải qua. Cô quyết định nghỉ việc, về sống tại một vùng thôn quê để tìm lại sự bình yên trong tâm hồn. Nhiều khán giả nhận định, bối cảnh đẹp không khác gì tranh vẽ, chính là điểm cộng giúp cho câu chuyện tình yêu ngọt ngào của Hứa Hồng Đậu và Tạ Chi Giao trở lên viral mạnh mẽ. Người xem sẽ có cảm giác như bản thân mình đang đi du lịch tại Vân Nam và được đắm chìm vào những phong cảnh tuyệt vời của nơi đây. Chúng ta sẽ đến với headline đầu tiên của ngày hôm nay. Lý Hiện có Liu Yifei de xin chữ Chữ Yổ Phương de địa phẩm Tổ bàn khai phân 3.1. Tạm dịch: Đi đến nơi có gió của Lưu Diệc Phi, Lý Hiện mở điểm tàu bàn 8.1. Chúng ta sẽ có một số những từ mới như sau: khai phân, mở điểm, một hình thức đánh giá phim trên nền tảng tàu bàn. Từ mới thứ hai chúng ta có xin chữ, phim mới. Ví dụ như 这部新剧很好看的，明天我们一起去看吧. Bộ phim mới này rất là hay, mai chúng mình cùng đi xem đi. Cùng đến với tin số 2 là một tin giải trí mà gần đây rất là hot. Hồ Cao tuyên bố đã kết hôn với bà xã, làm việc ngoài ngành giải trí và cũng vừa lên chức bố. Vào ngày 31 tháng 1, thánh ế Hồ Cao công bố bản thân đã kết hôn và mới đón con gái đầu lòng. Vợ của nam diễn viên cũng không phải là người của công chúng. Trên Weibo, tài tử đã chia sẻ: "Tôi đã lên chức bố rồi, hai mẹ con đều bình an cả. Vậy nên tôi báo tin vui với mọi người đây. Tôi gia nhập giới giải trí đã 20 năm rồi. Cảm ơn mọi người đã vẫn luôn bầu bạn bên tôi, cùng tôi trưởng thành. Giờ phút này tôi cùng các bạn bước tới chặng đường tiếp theo của cuộc đời. Hy vọng có thể nhận được thêm nhiều sự ủng hộ và thấu hiểu của mọi người." Và chúng mình sẽ có tiêu đề của bản tin: Hồ Cao quan xuyên ỷ huân tứ nữ, thâu lù chi zi phê cung trung rân u. Và từ mới đầu tiên, quan xuyên, thông báo chính thức, tuyên bố, tứ nữ, có một bé gái hoặc là đón con gái đầu lòng. Và các bạn cũng có cụm từ phê cung trung rân u là người không trong lưới showbiz. Tin tức cuối cùng thuộc chủ đề văn hóa và du lịch. Từ ngày 6 tháng 2 năm 2023, các công ty lữ hành và công ty du lịch trực tuyến sẽ nối lại các tour du lịch theo đoàn trong và ngoài nước, cũng như hoạt động kinh doanh vé máy bay, khách sạn giữa Đại Lục, Hồng Kông và Macau. Kể từ bây giờ, các hãng lữ hành có thể tiến hành các công tác chuẩn bị cho việc ra mắt sản phẩm, quảng bá và xúc tiến với 3 yêu cầu công việc như sau: 1. Tổ chức và thực hiện chu đáo công tác tổ chức theo nguyên tắc quản lý lãnh thổ. 2. Chuẩn hóa hoạt động kinh doanh, nghiêm túc thực hiện các quy chuẩn quản lý du lịch theo quy định của pháp luật. 3. Tăng cường giám sát và thực thi pháp luật đối với các đơn vị lữ hành. Headline: 2月6日起, 恢复旅行社经营内地, 与港澳入出境团队旅游业务. Tạm dịch: Các công ty lữ hành của Trung Quốc sẽ nối lại các tour du lịch theo đoàn giữa Đại Lục, Hồng Kông và Macau từ ngày 6 tháng 2. Lụy xính sơ, công ty lữ hành. Chia chia tại quốc trị lụy xính sơ công tổ. Chị gái tôi làm việc trong một công ty lữ hành quốc tế. Châu mi, chú đáo chặt chẽ, tỉ mỉ cẩn thận. Tình chi hoa trư chiến, chinh xính châu mi để đeo trá, sư phê trán bi yào đỡ. Chiên tu, giám sát. Xiang wo khẩn, gân wo xuế, tuổi wo chiên tu. Hãy nhìn tôi, học hỏi từ tôi và giám sát tôi. Sau khi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về 3 tin tức vừa rồi, thì bây giờ mình sẽ giúp các bạn recap lại các từ vựng mà chúng ta đã học được trong ngày hôm nay. Khai phân, xin chữ, quan xuyên, tứ nữ, lữ xính sở, châu mị, chiên tu. Như vậy là chúng ta đã đi qua hết 3 điểm tin chính trong tuần này rồi.
Ghi chú và ví dụ về phần từ mới ngày hôm nay, Tim Yang Daishin đã có show trên màn hình. Các bạn có thể ghi chép lại và đặt câu để ghi nhớ tốt hơn những từ vựng hay ho này nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast tuần này của Yang Daishin News. Hẹn gặp các bạn vào thứ bảy tuần sau. Bye bye!